cú ném bóng từ xa. Sang Hít vẫn đang ở đội cửa sân bóng Tuấn Tú. Pha lên cổ rất đẹp bắt của Tuấn Tú tạo cho cơ hội chúng ta mở điểm. Đó phải nói. Christian Charles đối mặt với Will Crickmore trong trận đấu trước đó thì chắc chắn là chiến thắng sẽ là Christian Charles. Và Nguyễn Đức này giành hoàn toàn thoải mái với việc không phải đeo chiếc đai đó nữa. Lại là pha điểm của Tuấn Tú. Pha được phá rất thông minh để lên đó chú ý để mà làm tốc độ của trận đấu chậm lại. Lại là một pha điểm nữa của Tuấn Tú. Lần này là cú ném 3 điểm. Cú ném ở khu vực hình chữ nhật dưới rổ, một cú ném mà anh đã không bị cầu thủ nào của đội chủ nhà theo kèm. Và ngay lập tức thì màu cần mờ đắt. Việt Ano rất chịu khó chạy chỗ nhưng mà từ đầu trận đấu giờ anh vẫn chưa dứt điểm lần nào. Bây giờ thì Việt Ano đã ghi điểm. Thì anh chỉ ghi được độ khoảng 6 điểm một trận mà thôi với tỷ lệ đánh trúng là 16%. Và vào rất đẹp. Tiếp tục là một đợt tấn công rất nhanh của đội chủ nhà Việt Ano. Thêm 2 điểm nữa cho Sài Gòn Hit. Lúc này thì huấn luyện viên Jim Rees phải chạy chỗ và chiếm vị trí tốt hơn, bởi vì trong tình huống rồi thì Đa Song hoàn toàn đã chiếm được vị trí tốt. Vừa rồi thì đội chủ nhà Sang Hít dù sao đi nữa thì cũng kết thúc hiệp đấu thứ nhất này với chỉ một điểm kém hơn so với Atletico City mà thôi. Cho Paul Williams để mà thực hiện những cú lên rổ từ khoảng cách gần. Nhưng lần này thì bóng dội rổ và các cầu thủ Hít đang có cơ hội để tấn công. Tuấn Tú một pha lên rổ rất thông minh của Tuấn Tú. Nguyễn Tuấn Tú hoặc Morgan Moses. Morgan Moses vừa được cắt tên vặn đá kể cả trong việc phòng thủ lẫn tấn công. Lại một cú ném 3 điểm thành công nữa của Morgan Moses. Atletico City buộc phải giãn ra hơn để ngăn chặn những cú ném xa của Sòng Ít. Cũng là chính xác của một kèm một và tay của các cầu thủ Atletico City ngay trước mặt. Lenny Dezio đã có một pha ghi điểm rất đẹp. Lenny Dezio đã có một pha bắt bóng bằng bản và thực hiện cú úp lọt. Ở trong cả hai quả đá phạt này thì tỷ số sẽ được cân bằng. Quả đá phạt đầu tiên đã up stand. Tuy nhiên vừa rồi thì Lenny Dezio đã phòng thủ rất hay. Cú ném xa có một lần đầu tiên. Thêm 3 điểm nữa cho Sài Gòn Hit. Và đội chủ nhà lại vượt lên dẫn điểm. Các cầu thủ Sài Gòn Hit đang chơi rất hưng phấn. Tuấn Tú pha lên rổ thành công của Tuấn Tú giúp cho Sài Gòn Hit có được 2 điểm nữa. Goldstein đang thay phiên nhau thực hiện những cú ném 3 điểm cho Van Gosney. Nhưng vừa rồi thì đến lượt Viano. Viano thực hiện pha đột phá. Pha ghi điểm rất đẹp bắt của Viano. Có 2 điểm cho đội chủ nhà. Và Viano sẽ có được hưởng thêm một pha đá phạt nữa. Một pha lên rổ rất City lập tức áp sát. Cú ném phạt của Viano. Bóng đá vào rổ. Ở trong hai hiệp đầu. Chính vì vậy mà họ đang phòng thủ toàn sân. Phát bóng của Sài Gòn Hit là nhiều lần hơn. Paul William. Hai điểm đầu tiên ở trong đấu này cho Tân Bình Paul rổ. Cú ném xa chính xác của Morgan Moses. Phải nói đây. Pha ghi điểm tốt của Morgan Moses. Rõ ràng là các cầu thủ hai team của City nhận biết rất rõ điều đó. Lối chơi tấn công của đội chủ nhà rất tốt nhưng chắc chắn là công của đội chủ nhà Sài Gòn Hit. Viano. Hai điểm rất đẹp bắt của Viano. Quán Paul William, Viano, pha bóng rất đẹp bắt của đội chủ nhà. Và sẽ có thêm một quả đá phạt cho Sài Gòn Hit. Một cú đình rất đẹp bắt của Lenny Dezio. Pháp lỗ tuyệt vời. Phải đói. Vào sân thì sẽ sẵn sàng phạm lỗi nhiều hơn. Lại một cơ hội nữa cho Sang Hít. Cú alley-oop tuyệt vời. Rất đẹp bắt. Và người cái đẹp. Chúng ta theo dõi lại pha hợp đẹp bắt này của đội chủ nhà. Thì anh đã chiếm được cái vị trí tốt để mà cắt được đường bóng chuyền cho Chris Charles.
Cú đá bóng của Verano, bóng vào lỗ. Thêm 2 điểm nữa cho Sài Gòn 70-62. Lenny Daniels bỏ lỡ cái cơ hội ném phạt của mình. Lần này 50% những cái cú ném phạt của mình mà thôi. Phòng ngự dưới rổ. Triệu Hán Minh, cú ném xa của Hán Minh, bóng đá vào lỗ rồi. Kịp rút về để phản công. Triệu Hán Minh lại có cơ hội ghi điểm. Trên sàn hit là Singapore Stinger, West Brom Malaysia Dragon và Giano có khoảng trống. Cú ném chính xác của ba đó. Một gần một set ném xa, bóng đá vào lỗ rất đẹp đó. Thực hiện một pha ném xa chăng, một gần một set lại ném xa và bóng đá vào lỗ rồi. Triệu Hán Minh, Triệu Hán Minh đang là người giữ bóng. 30 giây cuối cùng của trận đấu. Một anh Moses lại ném xa. Qua lại thành công. Thêm 3.